Giáng sinh này, Thomas là món quà không thể bỏ lỡ. Đầu tiên, lắp ráp các toa tàu lại với nhau, gạt công tắc và chuẩn bị vận chuyển thôi nào. Khi lên dốc, thùng hàng sẽ tự rơi. Với chiếc cần cẩu linh hoạt, bạn Garcia dễ dàng điều chuyển hàng một cách nhanh chóng. Bạn Thomas tiếp tục nhận hàng và lên đường vận chuyển. Tiếp theo, mô hình sản phẩm vượt chướng ngại vật với độ dài hơn 130cm và bạn Diesel mạnh mẽ luôn công phá các chướng ngại vật ở phía trước, sở hữu ngay hai bộ sản phẩm với ưu đãi lên đến 30%. Sản phẩm hiện đang có bán tại các cửa hàng My Kingdom và hệ thống phân phối trên toàn quốc. Các bạn nhớ đăng ký thành viên kênh My Kingdom Channel để nhận được thông báo khi có video mới nhé. Đăng ký thành viên hoàn toàn miễn phí nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video này.